Hi, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái bộ điều khiển từ xa kết hợp với còi, đèn, chớp. Thì cái bộ này nó sẽ hiện tại thì trên thị trường sẽ ứng dụng vô cái vấn đề phòng cháy chữa cháy tổ liên gia. Thì ở đây nó sẽ có 5 bộ như vậy, và remote sẽ tích hợp điều khiển bật một lúc 5 bộ như 5 cái cục điều khiển như vậy để bật 5 cái còi, 5 cái bộ như vậy này. Đó, khi mà mình bật lên thì tất cả 5 nhà đều hú, mà khi mình bật nút B thì tất cả đều tắt, và năm sẽ có bộ 5 cái móc như vậy. Đây. Thì chúng ta sẽ tiến hành đấu điện, thì chân số 1, chân số 2 là cấp nguồn. Chân số 3, số 4 thì ra còi. Rồi bây giờ mình bật thử này. Đó, thì nó sẽ ứng dụng vô cái hệ thống báo cháy mà liên gia đó, khỏi phải kéo dây như một số cái lúc trước. Một số đơn vị đã triển khai là dùng điện 220 kéo từ nhà này qua nhà kia thì nó rất là nguy hiểm, thì chúng ta sẽ ứng dụng cái bộ không dây này, nó rất là thuận lợi, tiện lợi. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi.